Hello cả nhà Hôm nay Sơn lại chia sẻ với mọi người Đấy là món uh, cơm chiên uh, hải sản trứng uh, cua đỏ nhé thì uh, Đầu tiên thì các bạn đây uh, Sơn hướng dẫn uh, cho một uh, định lượng một suất ăn nhé Một suất thì thường thường uh, một đĩa Mình sẽ đập vào đây một quả trứng Nếu như cơm bếp thì uh, mình sẽ Phải cho hai quả nhá. Hai quả mình cho làm hai giai đoạn Sơn rang thì thường thường Sơn không đánh bông trứng như dòng cơm rang của Nam Định nhé vì thường thường là đánh bông trứng thế thì trứng nó bị khô ấy nó chỉ tạo cái vân trứng đẹp thôi chứ còn để mà xốp cơm và ngọt cơm thứ hai nữa là cái hạt cơm nó bóng thì mình phải bóp cơm với cả trứng như này để mình rang ấy cái hạt cơm nó tròn như con nhộng ấy thế thì nó mới ngon nhá đấy các bạn nhìn thấy cái hạt cơm sơn mới trộn nó sẽ tơi được khi được bao bọc cái trứng bên ngoài không đấy ở cái giai đoạn này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra nha nếu như mà cơm các bạn thổi hơi ướt ấy, thì đảo đầu tiên khi các bạn cho trứng và cho dầu ăn vào thì nó sẽ đảo nó sẽ tơi ra nha nhưng khi mà gặp nhiệt nhiều ấy thì nó sẽ bị bết lại và cái giai đoạn bết đấy các bạn đừng lo lắng nha các bạn tiếp tục Thóc to lửa để tránh trường hợp mà trứng mình đập vào tiếp theo ấy nó không bị dính chảo ấy đấy sau khi đập vào thì các bạn này thì sóc đều để cho trứng được bao bọc hết bên ngoài của cơm nó sẽ được tơi nhé về cái nhân thì mình sẽ sử dụng đậu Hà Lan ngô và cà rốt nhé các bạn thích ăn gì thì cho đấy thứ hai nếu nếu mà không thích ăn củ quả thì thôi mình không cho nhé còn ở đây nhân hải sản thì Sơn dùng tôm và mực về cái gia vị thì Sơn sử dụng hạt nêm mì chính đường nước mắm đấy mỗi thứ định lượng các bạn nêm như Sơn thì chắc chắn là nó sẽ vừa nhé nước mắm thì các bạn này cho cũng một thìa cà phê ăn nêm một thìa cà phê và mì chính một thìa cà phê riêng đường thì các bạn cho một phần ba thìa cà phê nhé để dung hòa các cái vị kia thôi chứ còn các bạn đừng cho lạm dụng quá đường thì nó sẽ khó ăn các bạn nhé đấy sau khi cơm tơi thì hình thức như cơm truyền thống thì mẹ sẽ ăn với hành khô nhưng ở đây sơn có cho thêm rong biển nhé cái rong biển này là cái rong biển trộn mè của hàn quốc ấy Đấy, trẻ con rất thích ăn nên là Sơn muốn chia sẻ tới cái số này thì để các bà nội trợ ở nhà. Nếu như các bạn có thể rang cơm cho con ăn buổi sáng thì mua thêm cái rong biển này để rang cơm cho con ăn. Chỉ mất 3-4 phút để chuẩn bị một bữa sáng no bụng cho con ấy. Thay vì là mình phải ăn ngoài những cái ngày mưa gió thì mình có thể làm như này thì con nó rất là thích ăn các bạn nhé. Đấy, đây là cái rong biển Sơn bỏ hộp này. Cái trứng cua thì thực ra các bạn cái trứng cua này các bạn có bán ở trong các siêu thị ấy. Nó hình nó hơi ngọt ngọt các bạn ạ. Nếu như các bạn mua được thì mua không mua được thì cũng không sao, nếu như có cái trong biển này thì trẻ con nó thích ăn hơn. Đấy các bạn nhìn cái cơm rang là hấp dẫn không? Chúc mọi người thành công nhá, đừng quên đăng ký câu nhỏ Sơn nhá.